một chiến thắng cứu rỗi, một chiến thắng níu lại niềm tin từ người hâm mộ và chính tập thể này. Đó chính là những gì mà Man United đã trải qua ở màn đọ sức với Burnley. Giữa thời khắc tăm tối và áng mây mù đang che lấp đi nửa đỏ thành Manchester, 3 điểm vô cùng quý giá tại Turf Moor, dù không phải là quá hoành tráng, nhưng cũng mang tầm vóc như một nguồn nước dành cho những con người đang khát cùng cực giữa sa mạc. Số phận đã mỉm cười với MU, họ đã vượt qua được nỗi ám ảnh và các vấn đề nội bộ đang có chiều hướng tàn nát. Sau đây hãy cùng chúng tôi nhìn lại những gì đã diễn ra với Cờ Đỏ tại cầu trường Turf Moor để xem thầy trò Erik ten Hag đã chiến đấu quả cảm và kiên cường đến mức nào. Erik ten Hag hiểu rằng ngày hôm nay chính là thước đo gần như là cuối cùng để tiễn ông khỏi Old Trafford. Đánh bại Burnley tại Turf Moor mang tầm vóc của một mệnh lệnh bắt buộc, một nhiệm vụ có độ khó cực đại về mặt tinh thần và đương nhiên là không dành cho những người yếu tim. Khi 11 cầu thủ MU bước ra đường hầm, họ có lẽ cũng mang theo những khối chì vô hình trên chân. Không phải vì sức ép, giờ đây là một trận đấu với đối thủ lớn, Burnley mặc nhiên bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Điều khiến Quỷ Đỏ lo lắng xuất phát từ chính những vấn đề nội bộ mà họ phải đón nhận. Những nhiễu nhường từ trong đến ngoài chuyên môn đang phân tan ý chí chinh phục của đội bóng. Giữa cơn chiếu nặng của tâm khảm, bỗng chốc các Red Devils vẫn cảm thấy được sự hoài niệm của quá khứ. Johnny Evans lần đầu tiên có tên mình trong đội hình xuất phát của Man United sau 3.125 ngày. Trung vệ kỳ cựu này chính là di sản của thời đại Sir Alex Ferguson huy hoàng. Duy Tâm mà nói, đây như là một dấu hiệu hy vọng về một trận cầu khởi sắc. MU cố gắng vùng lên ngay từ đầu để giành thế thượng phong, hoặc chí ít sự hưng phấn cần được phục hồi nhanh nhất có thể. Tuy vậy, sự bảo chứng cho các khó khăn mà Man United phải đối diện, các cơ hội vẫn trôi qua như thác nước trước mũi giày của các chân sút MU. Bóng thậm chí đã tìm đến cột dọc và tung lưới Burnley nhưng không được công nhận. Nó như báo hiệu điểm dữ đối với các vị khách đến từ thành phố công nghiệp nước Anh rằng có cơ hội rõ rệt mà không ghi được bàn thắng, ăn sẽ phải trả giá theo một cách thức cay đắng nhất có thể. Không những vậy, khung thành Onana còn thường xuyên bị đặt vào tình thế báo động khi chủ nhà Burnley cho thấy họ chẳng dễ bị bắt nạt nếu được thi đấu trên sân nhà. Thậm chí có thời điểm Man United còn bị ép sân và suýt nữa thì phải chịu một quả phạt đền ở cuối hiệp một. Thật khó để có thể giải thích cho thực trạng mỏng manh này. Bộ tứ vệ hào hoa về danh tiếng của MU lại luôn tồn tại sự không chắc chắn trong các pha xử lý, tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo Burnley sẵn sàng trừng phạt. Áp lực tâm lý đối với hàng thủ Quỷ Đỏ là điều mà người trong cuộc mới có thể hiểu rõ, bởi sau người nấy phong độ phập phù, cộng hưởng với quá nhiều yếu tố tiêu cực, rệu rã là những gì mà báo chí Anh đặt cho Man United trước trận đấu sinh tử ngày hôm nay với tâm điểm là mặt trận phòng ngự. Trước hỏa lực Burnley không được đánh giá quá cao, nói đúng hơn là rất thấp so với bình diện ngoại hạng. Nhưng đội chủ nhà Turf Moor đe dọa mảnh lưới của các vị khách vẫn đủ khiến cho các Red Devils đứng ngồi không yên. Vì chỉ cần thủng lưới trước, MU phiên bản dễ tổn thương như hiện tại sẽ khó lòng mà vực dậy. Có thể nói, sự hơ hênh nơi hàng thủ vẫn là vấn đề kinh niên, một cái ung nhọt mà Ten Hag không thể nào bỏ qua được, ít nhất là sau hơn một mùa giải dẫn dắt Man United. Nói thêm về Onana, đứng trong khung thành đối diện với hàng công Burnley không hào nhoáng về mặt sao số, thoạt nhìn chẳng thể là chướng ngại vật quá lớn. Nhưng ngặt nỗi, làn sóng chỉ trích nhắm thẳng vào thủ thành người Cameroon những ngày qua chính là các đợt sóng to thực sự đối với tinh thần của cựu sao Inter Milan. Nhưng rồi khi Onana tung người cản phá thành công của đánh đầu của Amdoni, có cảm giác đó chính là khoảnh khắc hồi sinh đối với thủ môn Quỷ Đỏ. Chỉ ít Onana còn cho thấy bản thân và khát khao trở lại, đồng thời tìm thật nhiều cơ sở bằng những pha cứu thua nhằm phản bác lại ý kiến phản đối đòi tống khứ thủ thành này đi, hay đem anh so sánh với tiền bối vĩ đại người Tây Ban Nha David De Gea về khả năng phản xạ. Dù biết rằng mọi so sánh quá khứ và hiện tại luôn chứa đựng yếu tố khập khiễng, sự trụ vững của Onana tiếp thêm động lực cho các đồng đội tuyến trên, cho những Bruno Fernandes, Marcus Rashford hay Højlund tu hành với quyết tâm cao độ nhất. Không chỉ vì bảo vệ chiếc ghế đang lung lay của Erik ten Hag, mà còn nằm ở lòng tự tôn của một chú Quỷ Đỏ vĩ đại một thời nhưng đang bị giày xéo thành rành. Áp lực khủng khiếp từ trận cầu then chốt còn khiến cho vẻ mặt của Erik ten Hag gần như luôn duy trì sự lo lắng và đăm chiêu. Chiến lược gia người Lán ý thức rõ những gì mà ông và các học trò đang phải đối mặt. Trước khi giành trọn vẹn 3 điểm, quan trọng là trước Burnley, đoàn quân của Erik ten Hag cần phải chiến thắng trước chính mình. Chiến thắng thực sự mục ruỗng, nội bộ và sự hoang mang cực độ mà hầu hết các cầu thủ MU đã mang theo trong hành trang cho vòng đấu này. Như việc lái tàu trong đêm với chiếc đèn pha hỏng, binh đoàn MU tiến bước với ý chí quyết tâm cao độ, không được phép sai lầm. Quỷ Đỏ không muốn mình phải hối hận thêm một lần nào nữa. Và rồi sự công bằng của số phận đã làm bừng sáng hy vọng và khát khao của các vị khách đến từ Manchester. Đúng vào những phút cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên, thời điểm mà ai cũng nghĩ Quỷ Đỏ sẽ phải bước qua giờ nghỉ với tinh thần chịu nặng và ngổn ngang, thì cú vô lê tuyệt vời của Bruno Fernandes đã làm thay đổi tất cả các suy nghĩ tiêu cực đến từ Red Devils.
sau siêu phẩm thành ban của Man United, đội trưởng Bruno chạy ăn mừng theo niềm hạnh phúc vô bờ. Anh bịt tai, trượt trên mặt cỏ cấu thành nên một động tác quen thuộc mỗi khi nhạc trưởng Bồ Đào Nha ghi bàn. Chính Bruno có lẽ cũng hiểu rằng pha lập công mở điểm này như một đòn tâm lý cần thiết cho Man United vào giữa lúc giông bão. Một bàn thắng đậm chất bản lĩnh của một người đội trưởng chiến đấu hết mình cho tập thể, bầu nhiệt huyết của Bruno Fernandes có lẽ là nguồn sinh khí rực rỡ nhất tại Turfmore vào lúc này. Khoảnh khắc chân sút của Burnley, MU như được đánh thức. Hiệp một chuyến làm khách của Man United khép lại với những suy nghĩ thiển cận đầy âu lo từ các Red Devils. Trước màn trình diễn chạm trán với Burnley hôm nay đã phần nào được xoa dịu. Bước vào hiệp 2, Erik ten Hag quyết định chơi an toàn và tập trung cho mặt trận phòng ngự. Chiến lược gia Ngải Lan hiểu được những khó khăn từ một hàng thủ tàn hoàng đang có trong tay. Chẳng có lý do gì để Man United mạo hiểm. Càng về cuối trận, Burnley quyết tâm vùng lên dữ dội nhằm phá đất ngày vui của Man United. Họ liên tục tổ chức những đường tấn công chất lượng với độ sát thương lợi hại. Đứng trước áp lực khủng khiếp từ hỏa lực của đối thủ, hàng phòng ngự của Man United liên tục chống trả với quyết tâm bảo vệ thành quả. Họ thật sự đã chiến đấu theo đúng nghĩa đen để giữ cho bảng tỷ số không thay đổi. Onana tiếp tục là điểm sáng với khả năng cứu thua. Tuy vậy, sự thiếu ổn định về mặt trình diễn mang đến rất nhiều lo ngại. Bằng chứng là pha bóng ở phút thứ 84, tuyển thủ người Cameroon đã ra vào không hợp lý khiến cho Man United suýt phải ôm hận. Có thể nói, Onana cần phải cải thiện nhiều mặt để duy trì lòng tin đối với các Red Devils để xứng đáng với lịch sử và di sản vĩ đại của đội đỏ thành Manchester. Bằng không, sẽ rất khó cho thủ thành người Cameroon vượt qua được cái bóng quá lớn mang tên David De Gea. Những phút cuối trận còn chứng kiến màn ra mắt của tân binh Amrabat, một niềm hy vọng khác mà các Red Devils chờ đợi rất lâu. Một giải pháp chất lượng mà đầy hẹn cho tuyến giữa của Man United vốn đang ngập sâu vào những nghi ngờ về mặt phong độ. Cho đến cuối cùng, Man United đã bảo toàn được 3 điểm dù có thể là tương đối nhọc nhằn. Rời Turfmore với nhiều niềm vui chiến thắng đã trở lại. Chuỗi khủng hoảng tạm lắng, Erik ten Hag có thể phần nào an tâm cho chiếc ghế của mình rằng nó đã giảm đi độ lùng lầy sau thất bại trước Bayern Munich cùng các lục đục nội bộ liên tục nơi phòng thay đồ. 3 điểm tuy là cái kết đẹp cho Man United trước Burnley, song nó cũng mở ra cho hành trình sắp tới rất nhiều những việc phải làm đối với chiến lược gia Ngải Lan. Quỷ đỏ phải trở lại càng sớm càng tốt sau chuỗi ngày tăm tối để giấc mộng phục hưng không trôi qua tầm với.